Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món miến trộn thập cẩm. Đây là một món ăn được kết hợp hoàn hảo giữa rau, củ, quả và thịt, tạo nên một món ăn rất ngon, giàu chất dinh dưỡng, chất xơ và vitamin. Nếu bạn yêu thích món ăn này, hãy cùng vào bếp với mình nhé! Nguyên liệu chuẩn bị gồm miến, rau xanh rửa sạch thái khúc, ớt chuông chúng ta sẽ rửa sạch và thái sợi, và một quả dưa chuột. Tiếp theo là thịt ba chỉ chiên giòn, mình đã chuẩn bị sẵn như thế này để khỏi mất thời gian. Tiếp theo là giò thái sợi, hành tây thái lát, mộc nhĩ nấm hương ngâm và thái sợi, đường, nước mắm, mì chính, hành, tỏi, băm nhỏ, giấm táo. Các bạn không có giấm táo thì chúng ta sẽ chọn chanh cũng được nhé. Bây giờ chúng mình cùng vào bếp nhé. Trước tiên chúng ta sẽ trần miến trước, sau đó đậy vung lại và đun trong khoảng 1 phút. Các bạn lưu ý khi chúng ta trần miến thì sẽ không trần kỹ quá. Nếu trần kỹ lại sẽ miến sẽ nát và bết dính, ăn sẽ không còn độ giòn và độ dai, như vậy thì sẽ không ngon. Sau đó vớt miến ra một cái tô như thế này. Khi miến còn đang nóng, mình sẽ cho thêm vào đây một thìa canh dầu ăn. Sau đó dùng đũa đảo đều phần miến và dầu ăn, mục đích để cho miến tơi và không bị bết dính. Sợi miến quá dài thì chúng mình dùng kéo để cắt cho sợi miến được ngắn lại. Tiếp theo chúng ta sẽ pha nước mắm và chúng ta sẽ sử dụng khoảng 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh đường, 1 thìa canh tỏi ớt băm nhỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ cho vào khoảng 4 đến 5 thìa canh nước lọc. Tiếp theo chúng ta sẽ cho thêm vào đây khoảng 3 thìa cà phê giấm. Lượng giấm và đường chúng ta sẽ điều chỉnh theo sở thích của mình. Nếu các bạn nào thích ăn chua thì chúng ta có thể tăng thêm nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ hỗn hợp nước mắm vừa pha ban đầu vào trong miến. Sau đó chúng ta đảo đều để cho miến ngấm gia vị. Tiếp theo chúng ta sẽ luộc rau. Rau này các bạn lưu ý chúng ta cũng luộc chín vừa tới, không nên kỹ quá, như vậy rau nhũn và không còn độ giòn. Sau đó chúng mình sẽ vớt ra và để ráo nước. Tiếp theo là ớt chuông chúng ta cũng trần sơ và vớt ra để ráo nước. Tiếp đến là phần nấm hương, mộc nhĩ, thái sợi chúng ta cũng cho vào trong chảo và đảo cho chín. Thêm vào đây một chút bột canh và một chút muối để cho phần nấm hương và mộc nhĩ này được chín kỹ hơn. Sau đó chúng ta sẽ cho phần hành tây thái lát, ớt chuông vừa trần sơ và rau luộc, nấm hương mộc nhĩ xào chín chúng ta cũng cho vào đây luôn. Phần thịt ba chỉ chiên giòn và giò thái sợi. Sau đó chúng ta sẽ đảo đều. Tiếp theo là phần miến, nước mắm pha hỗn hợp chúng ta cũng đổ vào đây luôn. Sau đó chúng ta đảo đều. Tiếp theo dưa chuột mình sẽ thái lát. Dưa chuột chúng ta sẽ sử dụng cả phần vỏ thì khi ăn sẽ giòn và ngon hơn. Sau đó chúng ta sẽ thái những lát dưa chuột thành từng sợi.
và thả luôn vào trong tô. Sau đó dùng đũa đảo đều. Và bây giờ mình sẽ trình bày thành phẩm lên đĩa. Mình sẽ trang trí cho đĩa nộm một vài lát dưa chuột để cho đĩa nộm được đẹp và sinh động hơn. Sau đó chúng ta sẽ gắp phần nộm này vào giữa. Rất ngon phải không các bạn? Rất là nhiều màu sắc, rau củ quả. Và bây giờ mình sẽ thử ăn, mình sẽ gắp mỗi loại một miếng nhỏ. Mời các bạn nhé. Rất ngon các bạn, cảm nhận đầu tiên khi ăn đó là các loại rau củ quả và thịt hòa quyện lại với nhau và cùng với vị chua chua ngọt ngọt của nước mắm tạo nên một món ăn rất tuyệt. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách làm món miến trộn rất ngon và cũng rất đơn giản phải không các bạn? Nếu bạn yêu thích món ăn, hãy cho mình một like và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.